Ngày 27 tháng 7, thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản lý hệ thống chính quyền điện tử, hướng dẫn tiếp cận dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự chỉ đạo. Tham gia hội nghị có gần 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ chuyên trách các phòng ban đơn vị sự nghiệp, xã phường, bí thư khu trưởng các khu dân cư. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của hội nghị. Đồng chí yêu cầu các đại biểu cần tập trung tiếp thu, nâng cao kiến thức và chủ động thực hành các kỹ năng sử dụng hệ thống chính quyền điện tử. Đây cũng chính là cơ sở để mỗi công dân có thể sử dụng hiệu quả những tiện ích mà chính quyền điện tử mang lại. Đồng chí nhấn mạnh, xây dựng chính quyền điện tử cũng là một trong những lĩnh vực trọng tâm của dự án xây dựng thành phố thông minh, hướng tới xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu sơ lược về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hành chính công thành phố, danh mục các dịch vụ công đang được thực hiện tại trung tâm, những kết quả bước đầu sau 5 năm đưa mô hình Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động tại thành phố Uông Bí. Các đại biểu cũng được giới thiệu về hệ thống chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, hướng dẫn thực hành sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại di động.